bằng chứng, mật mã, thủ đoạn giao dịch, tổ chức bí ẩn trong trang cột đen, án mạng xảy ra trong căn biệt thự. Cô dâu có rất nhiều việc phải lo. Người duy nhất nhìn ra chân tướng của sự việc, trí tuệ của người lớn trong cơ thể của một đứa trẻ đó chính là thám tử lừng danh Conan. Cháu cũng đang có một số công việc mới tới đây, cũng muốn tranh thủ dịp này mới đi dạo phố một chuyến để mở rộng tầm mắt. Vậy mà cậu nói là việc gì vậy hết tôi đi? Thì là đám cưới của con trai một người bạn học cũ của mẹ tôi thôi à. Đáng ra người cùng tôi đến Tokyo phải là mẹ, nhưng mẹ bất cẩn làm rơi khuôn bánh xuống, bị gãy mất một ngón chân. Chắc là mẹ cậu đau lắm hả? Vậy nên Kazuha mới đến đây để thay cho mẹ cậu đúng không? Phải đó, nhỏ này chỉ là giải an ủi thôi. Cậu nói cái gì vậy hả? Tôi đến Tokyo là theo lời nhờ cậy của bác gái đó. Bác ấy không yên tâm về con trai của mình nên muốn có người đi theo coi chừng anh chàng phiền toái này. Tội nghiệp quá ha. Vậy ai đã nói với mình là phải đi mua sắm cho thỏa thích chứ? Vậy bây giờ mình dẫn cậu đến cửa hàng mình hay ghé ha. Cậu không cần phải lo cho mình đâu, mình đã quyết định những chỗ cần đi rồi. Vậy hả? Dễ thương quá đi. Cậu nghĩ sao Kazuha, thấy có hợp với mình không? Cũng hợp đó, vì cậu dễ thương mà. Thích cái gì thì mua liền cái đó đi, coi chừng bị giành đó. Cũng không phải ha. Thiệt tình à, nhóm của Heiji đang làm cái gì vậy? Lúc nãy chính cậu ấy nói là không được mua sắm quá lâu mà. Kazuha nè. Cái gì? Sao mình thấy cậu khó chịu vậy hả? Hả? Cậu đang giận có đúng không? Bộ là tại mình hả? Giống y chang hả? Là áo của cậu đó, nó cũng có sọc ngang màu xanh giống y chang như Heiji. Cái gì chứ, chỉ là trùng hợp thôi. Không phải chỉ có hôm nay đâu, lúc ở Osaka hai cậu cũng mặc áo cổ lọ giống y chang nhau. Lúc nào cậu cũng ăn mặc giống với Heiji hết. Hơi thật chẳng ra làm sao, bây giờ là thời đại gì rồi mà hai người còn mặc đồ cặp với nhau chứ. Đụng lắm, đang ở giữa đường mà. Sao bây giờ thì nhìn hết giống nhau rồi phải không? Cậu đúng là người tốt ha. Có gì đâu. Đây là đền Meiji hả? Nè Kazuha, cậu cũng mau qua đây cầu nguyện đi để cho chân bớt mỡ. Cậu im đi đồ ngốc. Mà nè Rana, sao tự nhiên con không mặc cái áo mà mẹ mua cho con nữa vậy? Con lỡ làm đổ nó lên áo thôi ba. Cho mình xin lỗi nha Rana. Có gì đâu mà xin lỗi chứ. Ủa, mình như là Heiji. Là bác hả? Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây đó. Bác cứ tưởng là sẽ gặp cháu ở biệt thự chứ. Heiji à, người này là ai vậy? Người này sao? Là bác Shigematsu làm việc cho bạn học cũ của mẹ mình. Bác ấy là quản gia. Hân hạnh chào mọi người. Mà quên nữa, bác đến đền thần để làm gì vậy? Bác đi cùng cô ấy. Cô ấy muốn biết thêm nhiều điều về đời sống của Tokyo trước khi kết hôn. Nói vậy người này chính là... Phải, là người mà ngày mai sẽ kết hôn với cậu Kikuhito của Kaede. Xin chào mọi người, cứ gọi tôi là Kaede. Em chào chị. Nhưng mà nếu như chị ấy muốn tham quan xung quanh thì sao không kêu chú đã dẫn đi? Thật ra cậu Kikuhito không thể đi được. Tất cả là lỗi của tôi, cũng tại tôi muốn lên tháp Tokyo tham quan nên đã làm khó cho anh ấy. Cậu Kikuhito từ nhỏ đã mắc chứng sợ độ cao nên không thể đi cùng được. À phải rồi, hồi nãy cô đã cầu điều gì với thần linh vậy? Tôi cầu thần linh cho tôi một đứa con xinh xắn. Một đứa con? Nhìn chị ấy không giống đang cầu nguyện chuyện đó chút nào. Tâm trạng của cô dâu trước ngày cưới vô cùng phức tạp. Đúng đó, trước ngày cưới có rất nhiều thứ phải lo. Đúng vậy. Cái gì vậy, tự nhiên tâm đầu ý hợp với ta, chẳng hiểu nổi. Wow, không ngờ nhà chú rể lại to đẹp đến như vậy. So với lúc hồi nhỏ mình tới đây thì cũng không thay đổi gì nhiều. Còn thật sự ổn không? Tự nhiên có thêm ba người khách không mời. Yên tâm, chúng ta còn có thể dùng bữa tối ngay bây giờ. Ủa? Nè, Sakura ba, đừng có thật lễ trước mặt khách như vậy chứ. Xin lỗi, tại vì con mèo của ông chủ nó lại chạy lung tung. Dễ thương quá ha. Anh ơi, cho tụi em xem với. Nè, Rebecca. Em xin lỗi anh. Ha, là cô hả? Nàng công chúa của em trai tôi. Dù cô có là thư ký của một tập đoàn lớn hay gì đó thì tôi cũng không quan tâm. Chuẩn bị tinh thần đi.
Từ hôm nay tôi sẽ ra sức dạy dỗ để cô biết thế nào là lề lối của một gia đình thượng lưu nha. Dạ. Giỡn một chút thôi. Tên của chị là Yurie. Bình thường thì chị ở nước ngoài, chị không quấy rầy em đâu. Em cứ yên tâm đi. À, cô chủ. Công nhận em đúng là giỏi thiệt. Cái thằng ăn chơi bất trị đó mà em cũng có cách để trị nó. Sao mà em hay quá vậy KD? Dạ. Dạ không đâu. Cậu chủ yêu cô KD ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ủa, chuyện đó ông đâu cần nói với tôi. Chuyện đó. Mà thôi đi. Người sắp đặt cho cuộc hôn nhân này là ông phải không? Nói thật đi. Sau vụ này thì ông sẽ được ba của tôi thưởng hậu hĩnh như thế nào hả? Hóa ra chính là vị tháp tuổi lượng danh đó à? Hân hạnh, tôi là Borikogoro. Không được dùng bữa với một nhân vật tầm cỡ như vậy thì người cảm thấy hân hạnh phải là tôi mới đúng chứ? Dạ, ông quá khen rồi. Thật ra có một khoảng thời gian tôi từng ước mơ trở thành một thám tử. Nhân cơ hội này tôi rất muốn biết một tháp tuổi lượng danh như anh có cảm giác như thế nào khi tham gia phá án vậy? Dạ, mỗi lần giải quyết xong một vụ án tôi đều có cái cảm giác lâng lâng khó tả, có thể nói là giống như một giấc mơ vậy. Giấc mơ hả? Nói như vậy là quá đúng rồi đó, bác Mori à. Ý cậu là sao vậy hả? Đúng rồi, Shigemasu, phiền cậu lấy cái ảnh ra đây cho tôi. Để kỷ niệm, tôi muốn chụp một tấm hình với anh Mori. Dạ, xin chờ tôi một chút. Còn chuyện này nữa, một lát ghé phòng tôi. Dù sao thì cậu đã vất vả rất nhiều vì hôn sự của con trai tôi. Tôi muốn cảm ơn cậu. Muốn gì cứ nói. Dạ ông chủ. Còn Sakuraba, con mèo Rebecca của tôi lại chạy đi đâu mất rồi. Ngại quá, vì cậu giúp tôi tìm nó về đây. Dạ, tôi biết rồi. Con mèo này thật là trái tính trai nết. Khổ nỗi sinh thời, vợ tôi rất thương nó. Nói vậy nghĩa là mẹ tôi, bà ấy đã qua đời cách đây được 4 năm rồi, trong một tai nạn xe để bất hạnh. Xin giới thiệu con tôi, Kikuhito. Em đi tham quan Tokyo có vui không hả, cục cưng của anh? Dạ, em rất vui. Cục cưng sao? Tưởng quá đi. Vậy, sau khi lễ cưới kết thúc, chúng ta sẽ gặp lại ở văn phòng của bác. Mai gặp lại nha, chúc ngủ ngon. Cậu cũng ngủ ngon. Cậu thở dài như vậy là sao hả? Cũng không có gì hết. Chẳng qua là mỗi lần mình gặp ông tướng đó thì đều xảy ra án mạng. Ông tướng đó? Ý cậu là ba của Ran hay sao? Phải, mỗi lần gặp ông bác đó thì... cửa sổ trên tầng 3 đã bị ai đó đập vỡ kính rồi kìa. Chị ra nè, coi chừng cửa sổ đó. Cho xin ha, để cho chắc ăn hay gọi cho bác quản gia Shigemasu chứ. Hay chị. Ở bên đây. Nè, mở cửa ra. Có chuyện gì vậy? Có ai bị sao không hả? Không xong rồi, cửa đã bị khóa trái. Hay chị. Sao vậy? Bác quản gia Shigemasu đâu? Mình không tìm được bác ấy ở đâu hết. Mọi người đều nói là bác ấy đã biến mất cũng được một lúc rồi. Bây giờ tính làm sao đây? Là quản gia, bác ấy sẽ giữ tất cả các chìa khóa phòng ở trong nhà này. Hết cách rồi, khóa cửa xong chào thôi. Lò máu. Vết máu đó dẫn sang phòng bên cạnh. Trời đất, chuyện gì đấy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gì vậy? Sao lại hét? Cái chuyện gì ở đây vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại tụ tập ở đây? Một người trong nhà đã bị sát hại. Chính là quản gia của biệt thự này, bác Shigemasu. Sao chứ? Không thể nào. Thôi đi, đừng có giỡn nữa. Cái đi. Nè, sao anh cậu đứng đó làm gì? Để chị ấy nằm xuống đi. Tôi đã gọi điện báo cho cảnh sát rồi. Trước khi cảnh sát tới, liền mọi người đừng đụng vào hiện trường. Cửa sổ đã bị khóa. Bên này nữa. Nè, hai cái đứa này. Nè, đừng có tự tiện làm xáo trộn hiện trường nghe chưa? Nè, bà chị ơi, nãy giờ cậu vẫn coi chừng cửa sổ này có phải vậy không? Không có ai được cánh cửa này, thoát ra ngoài hết đúng không chị? Không có, nãy giờ chị không nhìn thấy ai thoát ra từ đó hết. Nói như vậy, không lẽ là... Trời ơi, nãy nói là đừng có tự tiện sờ mó lung tung mặt. Nè, có phải tất cả chìa khóa của ngôi biệt thự này do bác Shigemasu chưa giữ đúng không? Phải. Chẳng lẽ phòng này không có chìa khóa nào khác hết hay sao? Ý em là gì dự phòng phải không? Phòng ngủ của mỗi người thì đều có một chìa khóa riêng. Còn những phòng ít được sử dụng như phòng này thì chỉ có một mình quản gia Shigemasu có chìa khóa thôi. Nếu vậy, để tôi kiểm tra thử xem sao. Kiểm tra cái gì? Tôi sẽ thử từng chìa một với cửa chính của phòng này. Nếu trong chùm chìa khóa của bác quản gia có một cái thuộc về căn phòng này thì... Nếu như có thì sao hả? Tôi chưa hiểu sao. Sở dĩ lúc nãy chúng tôi phải phá cửa xông vào là vì căn phòng này đã bị khóa trái, phải không bác? Đúng vậy. Ngoài ra, hai cửa sổ ở gian bên cạnh nơi đặt thi thể đều được cài chốt. Chẳng những vậy, cũng không có ai tẩu thoát ra ngoài từ cánh cửa đã bị dở. Vì vậy, nếu chìa khóa duy nhất của phòng này được tìm thấy trong túi của bác Shigemasu người đã tử vong thì... Thì ra là như vậy. Đúng, câu trả lời đã quá rõ. Một vụ án mạng trong phòng kính. Nhưng mà biết đâu ông ấy đã tự khóa hết các cửa rồi tự sát thì sao? Trong trường hợp đó thì thứ ông ấy đã dùng để tự sát nhất định phải nằm đâu đó xung quanh thi thể. Tình trạng của thi thể cho thấy ông ấy đã bị một vật sắc nhọn đâm thẳng vào tim. Bằng một thủ pháp không ai nghĩ tới, thủ phạm đã làm hung khí biến mất khỏi căn phòng này. Cứ như là bốc hơi vậy. Thôi ngay đi, ngày mai tôi còn phải cử hành hôn lễ nữa đó. Tôi không biết kẻ nào đã làm chuyện này, nhưng chuyện này đúng thật là phiền phức quá. Nè, Kikuhito, em ra
đang suy nghĩ cái gì vậy? Bây giờ là lúc nào rồi mà em còn tâm trí lo cho đám cưới của mình vậy? Câu đó phải để tôi nói mới đúng. Người đang ngồi ở đằng kia cũng đâu phải cười dạy của Morisuno đâu. Quan trọng hơn là tôi không định quỷ bỏ tuần trăng mật của mình trong thời điểm này. Gặp phải chuyện như vậy đều là do ông Shigemachi chưa không gặp may mắn thôi. Lễ cưới mà ông ấy đã chuẩn bị từ trước sẽ được cử hành long trọng như dự tính. Làm như vậy ở chính suối ông ấy cũng sẽ mỉm cười. Tôi nói có đúng không? Thằng khốn nạn này hả? Đủ rồi, với cưới tôi. Chuyện này không liên quan tới mạng người. Mày nghĩ cái gì vậy? Không biết xấu hổ à? Hơn nữa, với một người mồ côi cha mẹ từ nhỏ như Sakuraba thì Shigemasu cũng giống như một người cha vậy. Mày có hiểu tâm trạng của người ta không? Và lại từ đầu tới cuối người sắp xếp chu toàn hôn sự cho mày là Shigemasu chứ còn ai? Đó là tao chưa muốn nhắc tới. Vì cậu ấy đã đưa ra nhiều lời khuyên giúp đỡ công ty của mày khi gặp khó khăn. Vì ân nhân của mình mà mày cứ xử như vậy đó sao? Sakuraba, cả cậu nữa đó. Ta không cần biết là trong trường hợp nào ra tay đánh vũ của mình là không thể chấp nhận được. Sao này con không được như vậy? Dạ. Yuri, con báo gia đình của Kari Yuma. Không lẽ ngày mai phải quản lại? Bạn ơi, giờ máy cử động kìa. Cái gì chứ? Vô lý hết sức. Tưởng gì chỉ là con mèo. Đi bé cả, lại đây. Có khi nào nó đã ở đây từ trước khi vụ án xảy ra hay không? Nhưng chúng ta không thể kêu một con mèo cho lời khai được. Chị ơi, con mèo hình như rất thích chị đó. Vì khuôn mặt của Yuri rất giống như người mẹ quá cố của nó. Con mèo chỉ đến chỗ ta khi không tìm thấy thức ăn ở nơi nào khác mà thôi. Dạ thưa ông chủ, có một chiếc xe cảnh sát đậu ở trước cổng. Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy? Không sao, để ta ra. Ông có thể cho tôi biết chân ông bị sao không? Anh đã biết vợ tôi gặp tai nạn. Lúc đó tôi ngồi chung một chiếc xe với bà ấy, nhưng tôi chỉ bị thương ở chân mà thôi. Bà ấy thì không may. Tôi kéo quản gia không biết chuyện không? Không lẽ cậu biết tôi sẽ bị quản hả? Có tin tôi nặng đi chứ con trai anh đang có khăn, không có liên quan gì đến vụ án hay không? Đủ rồi, các anh muốn phỏng vấn gì thì phỏng vấn sau đi. Tôi là thanh tra Bergure, làm phiền anh rồi. Tôi đã nghe đại khái tình hình. Hình như tất cả những ai có dính líu đến anh đều sẽ có một kết cục bi thảm. Sao thanh tra lại nói như vậy với một người quen lâu năm của mình chứ? Anh phải nói là những vụ án phức tạp không ngừng dậy gọi thám tử lượng danh Morikogoro này tôi để giải quyết. Án mạng trong phòng kính. Phải, là cửa ra vào chính, lẫn các cửa sổ trong phòng đều đã được khóa kỹ, không có ai thoát ra ngoài từ cửa sổ bị dở. Hơn nữa, tại hiện trường cũng không tìm thấy hung khí, nên tôi chỉ có thể kết luận đây là một án mạng trong phòng kính. Phòng kính sao? Nhưng mà rốt cuộc thì làm sao mà mọi người biết được đang có một thi thể ở trong phòng này chứ? Lúc đó chúng tôi đang ở bên ngoài thì tự nhiên cánh cửa đó bị dở, chúng tôi chạy lên gõ cửa nhưng không ai trả lời. Không có cách nào khác, chúng tôi đành phải phá cửa xông vào phòng rồi phát hiện ra thi thể. Nhưng chỉ với chừng đó dữ liệu thì vẫn chưa đủ để kết luận đây là một vụ giết người. Cũng có thể là nạn nhân đã tự đâm vào ngực của mình rồi đập vỡ cửa sổ ném hung khí ra ngoài, sau đó quay vào phòng ngồi xuống vị trí đó. Không có khả năng đó. Khi nghe tiếng cửa sổ bị vỡ, cháu đã lập tức nhìn lên nhưng không thấy thứ gì bay ra trên đó hết. Tại sao cả cháu cũng có mặt ở đây chứ? Hơn nữa, bác nhìn sàn nhà thử xem. Nếu nạn nhân ra cửa sổ ném hung khí thì đáng lý vết máu phải lan ra phía bên đó. Vậy mà vết máu là nhìn giống như có người đã kéo xác nạn nhân từ ngoài này vào nơi phát hiện thi thể. Lớp kính của cửa sổ có lẽ đã vô tình bị vỡ lúc hung thủ và nạn nhân giằng co với nhau. Còn không thì vì một lý do gì đó mà hung thủ đã cố tình làm như vậy để hướng sự chú ý của chúng ta vào cửa sổ. Dù sao đi nữa thì có một điều chắc chắn là hung thủ vẫn còn đang ở trong phòng khi kính cửa sổ bị vỡ. Thanh tra, khoảng một tiếng trước khi vụ án xảy ra, tất cả người làm công trong biệt thự này đều tập trung ở nhà ăn và đang dùng bữa tối, cùng thảo luận về lễ cưới của cậu chủ mình sẽ được tổ chức vào ngày mai. Như vậy, những người không có chứng cứ ngoại phạm chính là 5 người hiện đang đứng ở đây. Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn riêng từng người trong các vị ở một phòng khác. Nhưng trước hết, chúng tôi sẽ khám sơ qua người các vị hãy ở yên trong phòng của mình. Rồi, chỉ ra lục soát cả biệt thự này, dĩ nhiên là cả khu vực xung quanh nữa. Hung khí chắc chắn vẫn còn đang ở đâu đó quanh đây. Nhất định phải tìm cho ra nó. Nè, cứ đô, cậu thấy bao nhiêu điểm? 4 điểm. Như vậy là cậu cũng thấy có 4 điểm khả nghi. Điểm thứ nhất là tại sao hung thủ phải phi tang hung khí khỏi hiện trường, đã cố tình dựng nên một án mạng trong phòng kính. Nếu có hung khí bên cạnh thi thể thì đây sẽ nhìn giống như một vụ tự sát hơn. Điểm thứ hai là vết máu được hình thành do thi thể nạn nhân bị di chuyển. Vì lý do gì mà hung thủ phải mất công kéo xác của nạn nhân từ ngoài vào gian phòng bên trong cơ chứ? Điểm thứ ba là chỉ có gian phòng nơi phát hiện thi thể là có bật đèn mà thôi. Cuối cùng, điểm thứ tư cũng là điểm kỳ lạ nhất. Con mèo. Thật ra vẫn còn một điểm nữa, nhưng không thể nói rõ. Hả? Cậu cũng vậy? Làm ơn đi anh cảnh sát à. Tôi có thể giúp các anh tìm kiếm hung khí. Không, không được đâu. Anh làm ơn hãy nghe theo lời của chúng tôi, quay về phòng của mình đợi đi. Nhưng mà tôi không thể nào ngồi yên được. Nè, thằng khốn, đang làm cái gì vậy hả? Bất kỳ lời nói hay hành động nào của mày cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của gia đình Morisuno trong mắt công chúng đó, mày có biết hay không? Mày phải biết thân biết phận của mình chứ, thằng khốn. Anh à, anh có sao không? Kỳ lạ thì thái độ của tên đó như vậy là sao chứ? Tôi không có sao đâu. Giống y chang. Hả? Nữa hả? Không phải đâu, không phải là quần áo mà là mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền? Đúng vậy, khi anh ấy bị đẩy ngã mình đã nhìn thấy anh.